Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bác một loại thuốc trừ sâu mới rất hiệu quả. Đó là búp tê HB300VP. Loại thuốc này chuyên trị sâu non và ngăn chúng lột xác đấy ạ. Trước tiên, cùng xem búp tê HB300VP có gì đặc biệt nhé. Thuốc này có hai thành phần chính là buprofezin và tetraclorvinfos, giúp diệt trừ nhiều loại sâu bô gây hại cho cây trồng. Quan trọng hơn, thuốc còn ngăn chặn sâu lột xác, không cho chúng phát triển và sinh sản nữa. Cách dùng thuốc này cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên, các bác pha loãng thuốc với nước theo hướng dẫn trên bao bì. Thông thường, cứ 20g thuốc thì pha với 8-10 lít nước. Sau đó, các bác khuấy đều cho thuốc tận hết. Khi phun thuốc, các bác nhỏ chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối, lúc trời mát mẻ nhé. Tránh phun thuốc vào lúc trời nắng gắt để thuốc thấm sâu vào cây và hiệu quả hơn. Khi phun, nhớ phun đều tay để thuốc phủ khắp các bộ phận của cây. À, sử dụng thuốc trừ sâu thì an toàn là trên hết. Các bác nhỏ đeo găng tay và khẩu trang để tránh thuốc dính vào người. Sau khi phun xong, nhớ rửa tay và mặt thất sạch bằng xà phòng. Đặc biệt, để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi nhé. Búp THB300VP không chỉ bảo vệ cây trồng của các bác mà còn giúp cây khỏe mạnh, cho năng suất cao hơn. Các bác hãy thử dùng và cảm nhận sự khác biệt nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích. Chúc các bác một mùa vụ bội thu. Xem thêm thông tin tại darplantum.vn.